À, xin chào quý anh chị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với bản tin phân tích nhận định thị trường đối với các tỷ giá New Zealand USD. Trên biểu đồ kỹ thuật thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay với biểu đồ D1 thì đồng tỷ giá New Zealand đang có một cái xu hướng đi ngang ở trong cái biên độ từ cái ngưỡng 0.6899x cho đến cái vùng trong cái vùng đến 0.64. Thì rõ ràng thì chú ý quý vị có thể nhìn thấy ngay rằng với biểu đồ D1 thì đồng New Zealand đang có cái biên độ dao động trong khu vực này, thì một cái bài nhận định rất là đơn giản, tức là chúng ta sẽ chờ khi tỷ giá New Zealand này break out qua cái hai cái vùng cái ngưỡng, đó là cái ngưỡng 0.6893 và cái ngưỡng 0.6423. Thì đó là cái nhận định tổng quan, là chúng ta sẽ đi sâu hơn vào trong cái biểu đồ giá để chúng ta có thể nhận định kỹ hơn xem là tiềm năng của tỷ giá này sẽ như thế nào, đúng không? Trên biểu đồ D1 thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay vào hai phiên lăng tăng liên tiếp của ngày thứ năm và ngày thứ tư, thứ năm và ngày thứ sáu đã có sự giảm điều chỉnh trở lại cho cặp tỷ giá này, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với nhận định với time frame nhỏ hơn. Time frame nhỏ hơn thì quý vị có thể nhìn thấy ngay rằng tỷ giá này đang được giao dịch ổn định, một mức ổn định qua trên cái ngưỡng, đó cái là cái ngưỡng 0.6757, và chúng ta cần phải cần một cái lần xác định nữa, tức là một lần nến đóng cửa bên trên cái giao dịch ổn định trên cái ngưỡng 0.6757 thì chúng ta có thể khẳng định vào chu kỳ dài hạn hơn. Tại khung biểu đồ H1 thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay cặp tỷ giá New Zealand đang có một cái xu hướng, đó là giao dịch đà tăng mạnh và giao dịch trên cái ngưỡng mừng A89 cũng như trên biểu đồ H4. Thì với cái chiến lược giao dịch thì rõ ràng với biểu đồ H4 thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay rằng New Zealand đã được giao dịch trên cái vùng một cái vùng cản trước đó, mà chúng ta có thể nhìn thấy là phá vỡ bởi một cái đường trend. Tuy nhiên các đỉnh bắt đầu cao hơn cái đỉnh cũ và cái đáy bắt đầu cao hơn cái đáy cũ. Như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay rằng New Zealand đang có một cái xu hướng, đó là muốn phá vỡ cái đường cái ngưỡng ở trên cái vùng 0.6889. Như vậy thì trên biểu đồ H4 thì chúng ta thấy rằng nó tiếp tục đã được giao dịch ổn định trên cái ngưỡng 0.6751. Như vậy chiến lược giao dịch cho cặp tỷ giá New Zealand USD trong tuần tới, chúng ta sẽ bắt đầu canh mua lại khi giá hồi lại cái vùng dài dài Sonic A ra công, và chúng ta có thể mua quanh lại ngưỡng 0.6751, và chúng ta có thể dừng lỗ với một phương pháp dài hạn, đó là cắt lỗ ngay đối khi giá xuyên phá lại ngưỡng 65.43. Thật sự cho cái đà tăng mạnh mẽ trở lại thì chúng ta có thể khẳng định đó là chúng New Zealand được giao dịch mạnh ở trên cái ngưỡng 0.6889, thì đây mới là chúng ta mới khẳng định rằng New Zealand có xu hướng tăng. Như vậy chúng ta sẽ mua thêm khi mà đồng New Zealand được giao dịch trên cái ngưỡng 0.6889, và chúng ta có thể chốt lời mạnh dạn lên cái ngưỡng cản tiếp theo của nó, chính là cái ngưỡng 0.7214. Thì chính là cái ngưỡng. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải chú ý rằng nếu như trường hợp mà đồng New Zealand giao dịch tiếp tục giao dịch dưới cái ngưỡng 0.6889 tạo thành cái bước sóng, thì chúng ta có thể kỳ vọng hơn một cái vùng, đó là sụt giảm trở lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những cái bản tin phân tích nhận định thị trường đối với cặp tỷ giá New Zealand. Đối với cá nhân chúng tôi thì tôi cho rằng New Zealand có thể sẽ có một sự tăng trưởng trở lại với trong một cái xu hướng trong tuần tới, đó là biên độ dao động trên cái ngưỡng 0 chấm quanh cái ngưỡng 0.6889, thế là cái vùng target tiếp theo cho cặp tỷ giá này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi, và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với những bản tin tiếp theo của clip.com.